Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hình ảnh ngổn ngang tại nhà hàng sau vụ bị bùng 150 mâm cỗ cưới, chủ quán thẫn thờ. Liên quan đến vụ việc cô dâu ở Điện Biên bùng hàng trăm mâm cỗ khiến chủ nhà hàng điêu đứng đang khiến cộng đồng mạng hết sức quan tâm. Thiệt hại 150 mâm cỗ và dựng rạp, phông, bàn ghế và thuê nhân viên phục vụ mất khoảng hơn 200 triệu đồng sau khi bị bỏ bom cỗ. Để gỡ gạc vốn, gia đình và mọi người đã kêu gọi người dân trên địa bàn thành phố đến giải cứu cỗ. Số tiền gia đình chị nhận được sau khi thanh toán 150 mâm cỗ là 30 triệu đồng. Hiện tại nhà hàng đã dọn dẹp lại bàn ghế, phông bạt nhưng dường như mọi thứ vẫn ngổn ngang. Những chồng ghế xếp cào, những bàn, chiếc bàn xếp vội, lối đi vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ, cẩn thận, vân vân. Cảnh nhà hàng thêm phần điều hưu sau khi bị cô dâu bùng 150 mâm cỗ, không ai có thể tưởng tượng được rằng chỉ một ngày trước đó thôi, cả nhà hàng còn đang hân hoan vui mừng chuẩn bị phông bạt rạp cưới, một ngày sau đã trở lên ảm đạm như vậy. Chủ nhà hàng buồn bã dọn dẹp bãi chiến trường, có lẽ anh không ngờ rằng công sức cùng tiền bạc của mình lại bị đổ sông xuống biển chỉ trong một ngày như vậy. Trước đó vào chiều 30 tháng 9 trên mạng xã hội đã xuất hiện thông tin về một nhà hàng ở thành phố Điện Biên bị bom 150 mâm cỗ cưới. Theo chia sẻ, nhà hàng đã hỗ trợ dựng rạp ngoài đường, chuẩn bị mâm cỗ theo đúng kế hoạch. Đến khoảng 11 giờ 30 trưa cùng ngày, cô dâu, chú rể và quan khách hai bên không xuất hiện. Chủ nhà hàng nhận được thông báo phía khách hàng rằng sẽ rời cỗ cưới xuống 14 giờ chiều, nhưng đến thời điểm này vẫn không thấy một ai tới. Bất lực, phía nhà hàng đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, kêu gọi người dân giải cứu 150 mâm cỗ, giảm giá từ 1.500.000 xuống còn 500.000 đồng. Cặp nam nữ này là khách hàng hay ăn tại quán thương nhậu tại nhà hàng tôi. Khi họ đặt yêu cầu làm cỗ cưới thì tôi đồng ý, chủ nhà hàng nói. Theo anh N, thỏa thuận làm tiệc cưới giữa nhà hàng và đôi nam nữ không có giấy tờ, hợp đồng chỉ bằng miệng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.